ngọc đồng xanh đường quê xanh ngát lũy tre. Tháng ngày gian lao quê hương mãi ngát màu xanh, có đàn em thơ tung tăng vui bước đến trường. Tứ kỳ quê tôi mời em về thăm tứ kỳ, hát lời giao duyên đẹp thêm đất chiếu an thành. Xuân nèo đường kim ai theo sóng xanh chiều quê, cánh cò trao nghiêng xôn xao sông vạn quê mình. Tứ kỳ nơi đây đất đẹp người xinh, câu hát làng quê xôn xao khi chiều về ấm áp lời ru quê tôi đất ngọt lành tình quê. Nâng bước người đi tứ kỳ quê tôi, sáng một niềm tin xanh ngát đồng xanh cho mai ngày lúa vàng, ấm áp tình yêu quê hương mãi ngọt lành tình quê. Tha thiết người ơi âm vang câu hát tứ kỳ quê tôi, nơi đây mảnh đất thắm đượm tình đất chiếu an thành. À, thường á lai nghi thịnh nhà chân ngôn thiên dương tí kinh ni ti ni thủ kiện thành dân ni thủ tôn ni thủ gia quyên ni thuộc mà di thành. À, thường á lai nghi thịnh gặp bản xứ ni thần gia linh ni táo ni phụ thần quân kinh ý kiến nghi thuộc quý bất tê sáng đi cấm đi kỳ đằng thần đi nhất tê thiên quý tứ kỳ quê tôi sáng một niềm tin xanh ngát đồng xanh cho mai ngày lúa vàng, ấm áp tình yêu quê hương mãi ngọt lành tình quê. Tha thiết người ơi âm vang câu hát tứ kỳ quê tôi, nơi đây mảnh đất thắm đượm tình người. Thank you.
xin được gửi tới toàn thể quý vị đại biểu khách quý những ca khúc chữ tình hay nhất, những bản tình ca hay nhất, và xin mời quý vị cùng đến với ca khúc đầu tiên, một nhạc phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, bài hát Khúc Hát Sông Quê. Mời quý vị cùng lắng nghe. Cao cấp Atakai, xin kính thưa với quý vị là
đã từ rất từ lâu công ty Arakai anh em chăn trở là ở vùng nông thôn chúng ta đã có những nhà xây tiền tỷ 1-2 tỷ nhưng mà không có thiết kế và các điều kiện mà chủ đầu tư được hưởng cũng chưa được hoàn hảo và chất lượng tốt nhất. Đấy là lý do công ty chúng tôi ra đời và rất mong được sự ủng hộ của bà con, ủng hộ cho Arakai. Và xin mời tất cả các quý khách chung vui cùng nâng ly rượu, chúng ta cùng dùng tiệc và chung vui cho Arakai. Và rất là cảm ơn quý khách ạ. Dạ vâng. Công ty bên em tên là Arakai. Arakai tên là tiếng Nhật. Mình nói nó bất âm một chút, nghĩa là ấm áp. Dạ vâng, đấy là cái nghĩa của công ty Arakai. Và ba chữ A kia là ba ngọn núi trường tồn. Dạ vâng. Tên công ty bên em là công ty cổ phần Arakai Việt Nam. Định hướng tới là hướng tới phát triển nhiều ngành nghề. Nên chúng ta dùng công ty Arakai Việt Nam thì rất là biển lớn thôi, nó không bị đánh đồng với một tên tuổi riêng biệt nào cả. Về công ty Arakai, công ty cổ phần Arakai Việt Nam đã được thành lập từ tháng 9/2018. Do cái nhu cầu ở quê vừa em đã nói là cái thiết kế mình chưa được phổ rộng nhiều. Thì chính vì thế em quyết định là đưa công ty Arakai từ trên Hà Nội về Hải Dương. Và bắt đầu từ hôm nay là sẽ phục vụ các khách về tư vấn thiết kế. Các lĩnh vực bên em hoạt động ở Hải Dương gồm có tư vấn thiết kế về kiến trúc. Kiến trúc này như thế nào? Kiến trúc là phần thông gió, chiếu sáng, mặt bằng công năng, hình khối bên ngoài ngôi nhà đẹp hay xấu, đấy gọi là kiến trúc ạ. Và tiếp theo bên em phục vụ là gói thiết kế nội thất bên ngoài rồi là ngoại thất, còn bên trong gọi là nội thất giường, tủ, kệ, tivi, đấy gọi là nội thất ạ. Thì ở bên em gói thiết kế là thiết kế nội thất, đi song song với các gói thiết kế là thi công xây dựng. Bên em thiết kế xong thì cũng sẽ có đội thi công để thi công xây dựng, thi công xây nhà trộn gói và thi công về xây dựng, thi công về song song là thi công nội thất. Nội thất là tủ bếp, giường, tủ kệ. Bên em cũng có xưởng thi công đóng về những vấn đề nội thất này. Ngoài ra là xưởng nhôm nhẹ cao cấp sinh pha, xưởng nhôm nhẹ cao cấp sinh pha nằm trên đường bê tông vào trong xã Quang Trung. Thì cũng xin giới thiệu ở đây cũng có những anh em làm về nhôm nhẹ cao cấp thì anh em đã biết rồi. Còn các quý khách thì cũng xin giới thiệu quý khách nhôm hệ cao cấp ở đây là gì? Đó là nhôm hệ, ở trong nó không phải chỉ có hình vuông, ở trong nó có nhiều hệ nhôm và độ phai, nó tạo cho thanh nhôm rất là cứng cáp. Và độ dày của thanh nhôm hệ cao cấp sinh pha là 2mm, rất là cao cấp ạ. Vâng. Và gói ép cọc bê tông cốt thép, bên em đi song song nó còn dịch vụ ép cọc bê tông cốt thép. Đi cùng với dịch vụ này bên em bảo hành đúng cho chủ đầu tư khi ép cọc bê tông. Tại sao chúng ta ép cọc ở đây rất nhiều công trình bị đốn nứt là chúng ta chưa có thiết kế chính xác và quá trình thi công chúng ta chưa làm đúng các bước, nên dẫn đến việc có thể vẫn là đốn góc và nứt sàn mái. Nhưng riêng với bên em khi ép cọc bê tông cốt thép, bên em hoàn toàn ký với chủ đầu tư những cái gói cam kết đúng là có sổ bảo hành, đóng dấu công ty dấu đỏ. Ngoài ra có dịch vụ khảo sát, chúng ta có thể nhiều nhà tranh chấp nhau về đất cát đất đai khi chúng ta chỉ lo một thước vây hình vuông với cả hình thoi nữa, nó phân biệt nhau rất là khó. Thì bên em đưa ra quá trình cuộc khảo sát bằng máy toàn đạc điện tử, dùng toàn đạc điện tử chúng ta khảo sát khu đất là hoàn toàn chính xác và khi xây dựng thì không có một tranh chấp nào xảy ra cả. Và trên đây là một số công trình tiêu biểu bên em đã thi công ở khu vực Tứ Kỳ và khu vực Hải Dương cũng như Tiên Lãng, Hải Phòng. Công trình trên là công trình nhà anh Nước Tứ Kỳ Hải Dương, bác sĩ Lựa. Và là công trình này đã hoàn thành năm 2019. Đổi thuốc Quang Minh trên Tứ Kỳ. Ngoài ra có nhà Trung Long bên Phượng Kỳ cũng đang trong quá trình thi công. Đây là gói bên em thiết kế, tư vấn thiết kế. Và đây là công trình nhà Chiến ở Phượng Kỳ.
thì công trình này cũng là chìa khóa trong tay, bên em đã thiết kế và thi công, đang thi công đây một số hình ảnh 3D của công trình. Đây hình ảnh thi công của công trình đang trong giai đoạn thi công. Đây là công trình cải tạo nhà Xuân Quỳnh của công ty Hải Dương. Căn nhà này cũng có nhiều câu chuyện để kể. Đây là trước khi cải tạo, căn nhà này em chủ vỡ nợ bán với giá là 11 tỷ. Nhưng do không có bản vẽ thiết kế, nhà của công lúc sở xây dựng ngày trước thì chỉ bán lại được 8 tỷ thôi, vì trong cái đập đi xây lại hoàn toàn. Nhưng khi bác Quỳnh hỏi bên em thì bên em đưa ra gói tư vấn là không đập. Bây giờ toàn bộ tường chúng ta sẽ đập lại, chúng ta thiết kế lại sàn giữ nguyên. Chi phí xây nhà cũng đến 3 tỷ nữa, chỉ 7-5 triệu thôi. Thì ngôi nhà bên em áp dụng đây, đây là hiện trạng của nó. Nhà của giám đốc sở xây dựng em vào một ngàn tường thôi, rất là dối lắm, cách đây 30 năm. Và anh bán đi nó bị giảm giá trị từ 11 xuống 8 tỷ hơn, thì không có bản vẽ, vì thế chủ mới phải đọc đi toàn bộ để xây lại. Nhưng khi bên em vào tư vấn thì không cần phải đọc đi toàn bộ xây lại. Chúng ta dùng cột thép, bên em dùng cột thép. Tất cả nhà này là tường chịu đựng, bên em dùng cột thép tính toán lại kết cấu, dùng lại cột thép để chịu đựng, giữ lại toàn bộ sàn tầng 2, tầng 3, toàn bộ nơi ao tường đọc đi. Vài ngày trước nó rất là rối rắm, ngày này đọc đi xây lại hết. Đó, đọc đi tất cả xây lại, giữ lại sàn bê tông, luôn đứng ở trên thông luôn, hai tầng, và dùng cột thép chống lại cái lúc mới. Sau đó thiết kế lại nội thất, và đây là căn nhà sau khi đã hoàn thiện xong, thì cả khu phố đến cảm ơn, thì làm sao cả khu phố đắt đắt hàng đi, về cái giá trị đất này. Nó sáng sổ cả khu phố. Đây là hình ảnh cũ đây, hình ảnh cũ nó rất là ung tùm. Cái này toàn bộ kết cấu và chia lại đây ao. Bộ xác, vâng. Đây là bên trong nội thất này. Bên em cũng toàn bộ cái nội thất bên trong ở bên trong này. Để thiết kế nội thất của nhà Xuân Quỳnh. Ở đây một công trình nữa trên Đông Anh, Hà Nội, đang trong quá trình xây dựng 3 tầng. Ở đây là một số mẫu thiết kế của bên công ty ạ. Có thể mình tham khảo rất phù hợp với diện tích ở huyện thị trấn, rất là rộng rãi. Có thể ở quê mọi người còn xây nhà ở quê, ở quê thì có thể ít tiền, nhưng mà giá trị đất nói về mặt thẩm mỹ thì đủ khuôn viên để chúng ta thiết kế cả sân vườn. Điều này chỉ có đại gia trên thành phố mới làm thôi, ở quê hoàn toàn có thể làm được. Chị bên em rất thích thiết kế các nhà ở quê, có sân vườn kết hợp cả sân vườn. Cái tiêu chuẩn biệt thự là như nào, tất cả tường rào của anh chị cắt tường nhà phải 2 mét thì đấy được gọi là biệt thự. Dù có đắt vàng mà không có xung quanh bên trong thì đấy được gọi là biệt thự tiêu chuẩn là xung quanh nó mới đi. Như nhà em đây chỉ có gọi là một cái nhà phố thôi. Nhà em ngay bên dưới một cái cạnh đằng trước có thể đẹp như thế nào thì nó chỉ là nhà phố, thì nó không có đường đi xung quanh, không có đường đi xung quanh thì là được. Đấy, cái căn biệt thự ở quê chúng ta hoàn toàn có thể xây được căn như này, trên phố thì không có đất mà xây. Ngoài ra những căn nhà lô cố, nhà mặt tường ạ, rồi những căn nhà mái thái một tầng ở quê ạ. Đây là những thiết kế mẫu bên nhau. Đây là bên thiết kế thi công nội thất, một số công trình bên em thiết kế và đã thực hiện. Công trình Bắc Long, Đông Anh, Hà Nội, nội thất gỗ. Toàn bộ là nội thất gỗ thịt kết hợp với cả sofa điện ra. Sản phẩm này là gỗ thịt ạ, kết hợp với gỗ công nghiệp, tủ bếp, phòng thờ. Một công trình khác, nhà chị Hòa Nam, Long Biên, Hà Nội. Công trình khi bên em còn ở trên Hà Nội thiết kế một số công trình. Nội thất nhà Đại Hà Nội chuẩn bị thi công. Căn này đây là một phong cách Indochi. Indo là Ấn Độ, Chi là Trung Quốc, là Chi Nam. Đấy thì Việt Nam mình cũng có phong cách riêng, nhưng mà đây chủ tư thích là phong cách Indochi, kết hợp Ấn Độ và Trung Quốc thì một chút hài nhỉ. Cũng là riêng về nội thất gỗ nhiều. Một chút thanh ở Hưng Yên cũng là nội thất gỗ kết hợp với gỗ công nghiệp. Đây chính là nội thất đấy. Mình thì chưa có phát triển nhiều về cái này, chỉ có là ngoại thất và kiến trúc xây dựng thôi, và đây chính là nội thất là công năng chống ở bên trong. Và cũng mong quý vị chú ý là
chúng ta dành đến 16 tiếng trong một ngày để bên trong chứ không phải ở bên ngoài để ngắm. Thế là chú trọng vào cuộc sống và tôn vinh cái sức khỏe bản thân thì là nội thất. Cải tạo tủ bếp nhà chị Yên là công trình ở Tứ Kỳ, Hải Dương. Hiện trạng rất là bừa bộn nên là thường gặp được các căn bếp của mọi người là rất là bừa bộn. Đây là bản thiết kế 3D, còn đây là hiện trạng đây ạ. Đây là bản thiết kế 3D, thủ bếp này chất liệu nhựa Pitomat rất là bền và chống thấm, chống ối mòn, bảo hành 10 năm. Thủ rượu. Đây hình ảnh thực tế thi công. Đáp lại công trình thì các em đã hoàn thiện và bàn giao. Hôm nay anh Tư cũng tới nhưng anh Tư bận việc không? Và đây là công nghệ cao cấp sinh pha, sở công nghệ cao cấp sinh ra bên em là đường mới, trên đường mới vào xã Quang Trung cầu xe đấy. Đây là đội hình thợ và anh em kỹ thuật. Toàn bộ sở bên em cũng hướng tới là hàng trung cấp và cao cấp. Hàng cao cấp là nhôm nhẹ sinh pha. Đây quý vị có thể thấy các mối kép góc hoàn toàn là kính khít và nhôm là dày 20mm. Đây là các máy móc ở sở. Đây là máy cắt hai đầu này đảm bảo 45 độ hoàn toàn chính xác và tiết kiệm nhân công lao động. Chính vì thế giá thành của Barakai cũng sẽ giảm theo, rất là chuẩn xác và tiết kiệm nhân công. Tự động hai đầu CNC, máy quét và khoan tạo hình khóa cũng hoàn toàn là tự động và CNC. Máy phay đầu đố, nó phải đầu đố để ghép đấy ạ. Hình ảnh sản xuất trực tiếp ở xưởng ở Việt Nam. Đây là máy ép cóc ạ. Ép cóc đây là một cái công nghệ mà em cũng nói rồi, nó là một công nghệ mới. Dùng ke ép cóc để đảm bảo kín khít 100%, chống thấm nước. Và hai là cái nhôm cửa thì nó không bị sẹo, đảm bảo 10 năm không bị sẹo. Đây là hình ảnh ép cóc, máy ép cóc thì được công nhân đang ép cóc. Anh em xưởng ép cóc ở xưởng. Để sản phẩm hoàn thành, mọi người có thể nhìn thấy kinh khít. Chúng ta quan tâm đến mua nhà chất lượng thì cửa là vấn đề đến chiếm đến 90% sau này. Cửa nhà anh chị có đẹp đến đâu, cửa phòng mày rồi một thời gian dính thời tiết rồi cũng là đồ đạc trong sẽ dần dần xuống cấp. Đây là sửa các cấp sức khỏe của em. Ngoài ra bên em đưa ra các gói sổ bảo hành, ví dụ làm kiểu nhôm sinh pha cao cấp này là bên em có đưa ra gói sổ bảo hành cho chủ đầu tư trong vòng 2 năm 3 tháng. Bên em sẽ phục vụ một lần gọi điện chăm sóc chủ đầu tư, cửa của anh chị có bị thấm nước hay không, có bị sẹo hay không, khóa có vận hành tốt hay không. Ngay lập tức nó có vấn đề thì ngay lần sau kỹ thuật bên em sẽ đến chăm sóc khách hàng và sửa chữa ngay cửa cho mình trong vòng 2 năm là cứ sổ bảo hành. Trước em có nói đùa nó song song với cả sổ đỏ đấy. Sổ mua nhà sinh ra bao giờ có cái sổ đỏ thì đây cái sổ bảo hành của Atacai sinh pha nó đi cùng luôn. Đấy, đây các lần bảo hành bên trong. Và bên em hoàn toàn là nó không đỏ công ty, em đây chịu trách nhiệm hoàn toàn. Và trên đây nữa em muốn giới thiệu một công trình bên em đang thi công trọn gói. Công trình này cũng có rất nhiều ảnh, nhưng giới thiệu với mọi người. Đơn vị thi công và thiết kế là Ataka, công trình hoàn thành sau 5 tháng. Xin mời quý vị xem. Với thiết kế đơn giản thiên về kính, ngôi nhà sẽ gặp tràn ánh sáng. Mọi người thắc mắc là có nóng hay không thì mọi người cũng nhìn thấy nhà em hoàn toàn cũng là rất nhiều kính. Có một lớp van mỏng, chúng ta có thể nhìn quan sát khách ở ngoài, nhưng mà khách nhìn vào mình rất là khó, không biết là có ai đang ở trong hay không, chỉ biết có người thôi. Còn lớp vải chống nóng ở trong nữa, đảm bảo kéo ra nhiệt độ bên ngoài bên trong không chênh lệch nhau được. Và rất mong cảm ơn anh chị khách đã dành thời gian xem qua video giới thiệu công ty của xa hơn. Công ty em đưa ra là bên em có thiết kế của chủ tư là Lý Thi Công thì chi phí thiết kế em sẽ hoàn toàn bên phí chi phí thiết kế. Và chú đang sử dụng cái dịch vụ gói đầu tiên thì cháu mời chú Minh Chiến. Hôm nay là cũng rất là vui mừng được đốc cường các công ty hiện nay. Tôi là một cái chủ đầu tư đầu tiên để giao nhận cho công ty Atoai thi công cho ngôi nhà của tôi của ADZ. Trong cái giai đoạn thi công thì cái cảm nhận của tôi là đối với công ty Atoai là rất là hoàn hảo, từ khâu thiết kế
người là tôi thì sinh ra thì ở đất Tứ Kỳ, nhưng mà có khi cũng đã làm ăn cũng đi rất nhiều nơi, từ trong Nam ra ngoài Bắc rồi, tôi tiếp xúc rất là nhiều. Đấy, thì qua cái tìm hiểu của tôi và qua cái tiếp xúc của tôi, tôi thấy cái công ty đang cai thì các cháu thì mặt thì không còn có gì để mà nói nữa, rất là hoàn hảo. Đấy, thì từ câu thiết kế thì công ty là thì rất là tốt, thì đã có cái cảm nhận của tôi. Nhân khai trương của công ty đang cai mà biết thì sẵn ở đây cùng với lưỡi gà tạo ra tam giác lực. Tam giác lực này làm nhiệm vụ là sấn cái nhôm 2 mini này, chốt chặt vào đây
hoặc là khiến nước cửa chúng ta rất là kín khít, đảm bảo chống thấm nước là 100% và độ sệ cửa hoành trọn đời, không có sệ cửa. Đấy, mọi người có nhìn thấy nhôm hai ly đây, đây là nhôm hai ly hoàn toàn tem đỏ sinh pha Quảng Đông chính hãng, ke góc rất là kín khít, ke góc rất là kín khít. Và xin giới thiệu mọi người, đây là máy ép góc và công nhân của chúng tôi sẽ thực hiện thao tác ép góc cho quý vị và các bạn xem hiểu là quá trình ép góc như nào. Xin mời anh Công. Cứ chuẩn chính ra chuẩn đây. Phí còn mẫu. Gấp gấp trong phát mang ra phát. Vâng, xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm máy móc mới mà Atakai vừa nhập về để phục vụ cho cửa Ata Sinfa. Đó chính là máy cắt 09, cắt hai đầu cùng lúc, rất nhanh và tiện, tạo 4 góc 45 độ, chuẩn xác 100%. Tiết kiệm công cho người thợ, chính vì thế giá thành sản phẩm chúng tôi đưa ra thị trường rất là cạnh tranh, bởi vì năng suất lao động rất là cao. Đấy, thì các bạn có thể nhìn thấy đây, đây là chiếc máy 09, cắt hai đầu. Khi cắt thao tác, kính an toàn sẽ hạ xuống đảm bảo an toàn cho người thợ. Thao tác chỉ một lần cắt cả hai đầu, rất là tiết kiệm và tăng năng suất lao động. Giá thành sản phẩm hạ là vì ưu khuyết này đây, tiêu ở đây. Rồi, bây giờ tôi xin mời anh Công là kỹ thuật viên sẽ cắt thử cho hai bạn. Các bạn sẽ thấy. Rồi, xin mời anh Công. Sau khi cắt xong các bạn có thể nhìn thấy sáng bóng như gương luôn. Đó. Ở đây là chiếc ke 45 độ để chúng tôi kiểm tra sau khi sản phẩm sau khi cắt xong. Đây xin mời anh cameraman quay vào đây. Vâng. Đấy các bạn có thể thấy độ kín khít 100%. Đúng không ạ? Đầu còn lại. Đây ạ. Xin mời anh cameraman quay lại, độ kín khít 100%, tạo góc 45 độ. Đúng không ạ? Đó, đây là thành phẩm của chiếc máy 09. Rồi, rất cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm và theo dõi sản phẩm Ata Sinfa. Nếu tin dùng, các bạn có thể gọi đến Atakai theo số điện thoại 08 555 38 882. Chúng tôi hân hạnh phục vụ khách hàng. Rồi, xin cảm ơn.